Hello, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại với phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna. Và ngày hôm nay như đã thông báo thì Anna làm một cái chủ đề mà tất cả chúng ta đều đã nghe rất nhiều về cái cụm từ này này. Tức là tại sao người ta lại nói là sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực? Mỗi một quan điểm sẽ là khác nhau, mỗi một cái sự hiểu nó lại khác nhau ở mỗi người, dựa vào kiến thức của họ này, kinh nghiệm của họ này, dựa vào những cái hệ giá trị và những cái thông tin mà cũng những cái thông tin mà họ có được từ trước trong cái quá trình sinh sống đến giờ sẽ dẫn đến cái việc là cái sự hiểu của họ về cái điều này khác nhau. Và ngày hôm nay thì Anna xin được chia sẻ cái sự hiểu của Anna về cái câu mà sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực. Và rất là mong anh chị em chúng ta hãy cùng nhau mình trao đổi, mình tương tác để làm sao mà mình, thứ nhất là mình có thể hiểu thêm được về một góc nhìn của Anna, cũng đó là dựa vào những cái tương tác của anh chị em thì Anna cũng có thể hiểu được những cái góc nhìn rất là đa dạng của cộng đồng chúng ta. Đồng thời là gì, hãy giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân hoặc là vào trong những cái nhóm, những nơi mà bạn thấy rằng là chúng ta có thể gặp được những người mà họ đang cần, bản thân họ đang cần. Đôi khi chỉ một từ khóa của một ai đó thôi lại có thể thay đổi được cả cuộc đời. Điều đấy không có nghĩa rằng là chúng ta là một người đặc biệt, không có nghĩa rằng là Anna hay là bất kể một nhân vật nào là một người đặc biệt, mà cái hay là cái câu đấy được nói ra đúng thời điểm, thì chính bởi cái sự đúng thời điểm đấy mà nó tạo thành cái giá trị. Và thông thường ạ, thì chúng ta lại không chọn, không phải là ai đó gợi mở cho chúng ta cái gì đâu, mà nếu mà xét về sâu xa ra thì chính bản thân mình, cái bên trong của mình đã có sẵn rồi, bên trong của mình hiểu sẵn và biết sẵn rồi. Và chính mình là người lựa chọn ai sẽ là người nói với mình. Mình là người lựa chọn sự xuất hiện của ai, mình sẽ lắng nghe từ ai, mình cảm thấy được kích hoạt bởi ai. Thực ra nó là do mình lựa chọn. Và luôn luôn bối cảnh nó sẽ là cái thứ mà nó quyết định nội dung. Thế cho nên rất là mong anh chị em hãy chia sẻ. Câu này nghe thì quen lắm rồi, nhưng mà mỗi người lại hiểu một cái sự hiểu khác nhau. Và bây giờ thì Anna xin được đi vào cái phần thông tin chi tiết. Đối với Anna thì như thế này, nó bắt nguồn từ cái việc là sáng nay khi mà Anna đi ra ngân hàng thì có một ngân hàng luôn luôn được định vị là ngân hàng số 1. Thực ra thì nó thế nào nhỉ? Anna sử dụng dịch vụ của ngân hàng này là bởi vì một thói quen, là tất cả các khách hàng trước đây của mình đều sử dụng ngân hàng này và mình sử dụng ngân hàng này, và họ luôn luôn định vị ngầm họ là số 1. Và khi họ là số 1 thì cái lúc đấy rất là buồn cười, đó là khi Anna đi xin cái sao kê lương, cái sao kê tài khoản thì họ tính là theo tờ, tức là in một tờ thì là lấy 3.000, in một tờ thì lấy 3.000. Anna nhớ là Anna cũng đã từng đi xin sao kê lương mà chưa bao giờ Anna thấy nó buồn cười như thế. Hoặc là họ nói trừ vào tài khoản thì mình không để ý, mà đến khi mình nghe thấy rằng là một tờ là 3.000 thì bắt đầu mình xem là mình đếm tổng số tờ, mình buồn cười, mình bảo em tính là em tính theo đơn vị là một lần lấy hay là một tờ. Bạn nhắc lại rằng là một tờ là 3.000 thì Anna với buồn cười, Anna bảo tại sao chị thấy cái đấy nó không hợp lý tí nào nhở. Thế mà khi mà mình thấy không hợp lý, nhưng mà thực ra mình không muốn làm khó cái cô nhân viên đấy, mình nói thế thôi, nhưng mình cũng xách cái tập sao kê của mình mà đi về. Và trên đường đi về thì tự nhiên mình nghĩ rằng là thực ra đôi khi người ta cứ hay nghĩ rằng họ là số 1. Và khi họ nghĩ rằng họ là số 1 mà họ lại không action giống như là người số 1, họ lại không thay đổi giống như là người số 1, và họ vẫn giữ mãi cái cũ kỹ của họ, thì nó sẽ trở nên như thế, nó sẽ trở nên có nhiều cái bất cập như thế. Hay ở Việt Nam, trong ngành nghề của chúng ta cũng có một công ty luôn luôn định vị họ là số 1, luôn luôn định vị họ là số 1. Thế mà khi họ là số 1 thì tư vấn viên của họ 4 đến 5 năm mới có thu nhập được khoảng 50 triệu chẳng hạn. Mà lại số người được như thế là rất hiếm. Thế thì mình lại chợt nhớ lại nữa một câu nói rằng là cái công ty đấy là số 1 không có nghĩa là bạn làm việc bên trong công ty đấy, bạn là tư vấn viên của công ty đấy, bạn là số 1. Hai cái đấy khác nhau hoàn toàn. Cái công ty nó có thể là số 1 từ rất lâu năm rồi, và bây giờ cái hình ảnh của nó có thể là số 1, cái top of mind của nó có thể là số 1. Thế nhưng mà cái phương diện, xét về phương diện kinh doanh, xét về cái phương diện mà cái biên độ chia lợi nhuận, chia hoa hồng, rồi xét về cái tính phù hợp với thời đại thì nó không còn là số 1 nữa. Thế mà nếu chúng ta vẫn cứ sống mãi với cái điều đấy mà không có một cái sự thay đổi về mặt chiến lược này, nếu bạn là người số 1 thì rõ ràng rằng bạn định vị bạn là người số 1 thì bạn luôn luôn phải thay đổi. Tại vì trên đời này chẳng có một cái gì bất biến cả.
đến Coca-Cola mà sau 50 năm độc quyền cái công thức của Coca-Cola là cũng phải công khai cái công thức đấy, và ngay lập tức là chúng ta có một Pepsi ra đời cơ mà, đúng không nào? Cho nên trên đời này chẳng có một cái gì là một cái chiến lược nào mà tồn tại mãi mãi. Cái gì đã đưa bạn đến điểm A rồi không bao giờ có thể đưa bạn đến điểm B. Và nó làm cho Anna cảm thấy rằng là những cái sự lựa chọn, những cái sự lựa chọn nó thực sự là rất là quan trọng. Chúng ta, cuộc sống của chúng ta thường xuyên đối diện với những cái sự lựa chọn. Lấy ví dụ như khi mà bạn chưa làm một công việc nào đó thì bạn phải đứng giữa hai cái sự lựa chọn. Người ta thường hay hỏi là vượt sướng thì khó hay là vượt khó thì khó. Theo anh chị em, vượt sướng thì khó hay là vượt khó thì khó? Mình có thể comment xuống xem là theo các bạn. Ví dụ như nhá, có những người cho rằng là vượt sướng thì người ta sướng rồi thì người ta mới có cái thời gian ta tập trung vào một cái sự lựa chọn nào đó, người ta không cần phải lo đến gánh nặng cơm áo gạo tiền, người ta mới có thể làm được thì là nó dễ. Một số người thì lại thấy rằng là vượt khó thì nó dễ hơn, bởi vì là bạn chẳng còn có đường nào để đi, cho nên là bạn buộc bạn đi một con đường thế tự động nó thành dễ. Thế thì tất cả nó chả có cái gì đúng và chả có cái gì sai, quan trọng là chúng ta sẽ dùng được cái gì từ những cái góc như kiểu từng những cái phân tích để anh chị em chúng ta có thể hiểu rõ hơn được. Thế thì đấy, khi mà bạn đứng trước một sự lựa chọn công việc thì bạn cũng sẽ phải chọn cái nào mà cùng một cái công sức bỏ ra nó mang lại hiệu quả cao hơn. Con người chúng ta hay lắm, chúng ta có một cái người ta gọi là lòng trung thành, và cái này ở những người miền Bắc thì nhiều hơn. Và cái lòng trung thành đấy đến mức độ mà Anna là cái người như thế nhá. Anna có thể ăn một món cả tháng chả cần phải thay đổi, mình có thể trung thành với cái món đấy, không có nhu cầu cần thay đổi, thậm chí tôi cũng không cần có nhu cầu phải chế biến nó một cách khác đi. Rồi nếu mà muốn, ngày xưa khi còn ăn mặn á, thì tôi nhớ là ở trên Hàng Vôi ở Hà Nội có một cái quán bún ngan. Mỗi lần mà nghĩ đến chuyện ăn bún ngan là gia đình nhà tôi chỉ nghĩ đến cái chuyện là lên Hàng Vôi để ăn thôi. Chưa bao giờ mình ăn ở cái khu Thanh Xuân hoặc khu Hoàng Mai nhà mình cả, chưa bao giờ. Mình nghĩ là như vậy. Hoặc nếu mà mua ô mai thì mình sẽ lên Hàng Đường. Và khi mà lên Hàng Đường á thì tôi chỉ mua ở một hàng là Tiến Thịnh thôi. Tức là nó gần như là nó là một cái thói quen cố hữu rồi. Nếu mà đi chơi có rất nhiều trung tâm thương mại, có rất nhiều trung tâm thương mại xây sau và nó rất là đẹp, nhưng mà tôi lại chỉ đi đúng cái trung tâm thương mại Vincom ở Bà Triệu, Hà Nội thôi. Thế đấy là cũng là một trong những cái thứ mà nó thuộc về là cái thói quen làm cho mình chọn như vậy. Thế nhưng mà nếu như mà mình học được một chút cái thói quen của người miền Nam. Người miền Nam rất là chịu khó test cái mới, rất là chịu khó trải nghiệm cái mới. Tôi đã cảm nhận điều này cực kỳ luôn á. Và khi mà tôi vào đây, tôi thường xuyên bị bạn bè của tôi nói rằng là ăn cái này đi, ăn cái này cũng được. Tôi bảo không, em không ăn được cái đấy đâu. Họ cứ bảo là cứ ăn đi rồi mới biết. Thế là dần dần khi mình ở trong này thì mình được nhiễm được cái văn hóa của người ta. Và mình bảo là hóa ra đúng là mỗi thứ nó có một cái rất là hay. Và rồi thì tôi có những người bạn, họ cũng rất yêu nghề, họ cũng đang làm ở những công ty khác. Và khi mình nhìn thấy họ vất vả như vậy bao nhiêu năm rồi, mình nhìn thì mình biết rằng là cái thu nhập nó không thể nào mà có thể nhiều được. Và bản thân họ chưa nhiều thì những người mà tin tưởng đi theo họ cũng chưa nhiều được. Đó là điều chắc chắn. Mà mình mỗi lần mà mình định mở lời mình nói với họ ấy, thì mình lại thấy thương cho họ. Thương cho cái sự phân vân mà họ sẽ phải trải qua. Và mình cũng có chút nghĩ ngợi là liệu họ có hiểu không? Liệu họ có hiểu được cái ý của mình không? Tại vì ấy, chúng tôi thì phát triển bản thân rất là nhiều rồi, cho nên là thường nếu mà bảo rằng có bị ảnh hưởng bởi cái lời nói bên ngoài hay không thì không, chả bao giờ bị ảnh hưởng gì cả. Mà mình hiểu cái tâm lý của một người mà đang trên cái hành trình phát triển bản thân. Một người mà đang trên cái hành trình phát triển bản thân á, thì cái tâm lý của họ vẫn đang còn chênh vênh lắm. Lúc thì họ rất là chủ động từ bên trong, lúc thì họ lại bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Và mình thực sự là ngay cả bản thân Anna cũng vậy, là Anna cũng rất là muốn nói với họ rằng là em ơi, sự lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn sự nỗ lực. Bản thân mình có thể làm gì cũng được, nhưng mà những người tin tưởng mình thì sao? Tại sao cứ phải là 3-4 năm mới kiếm được tiền? Thế thì bây giờ con họ ăn gì, con họ học trường nào, bị đau ốm, bố mẹ họ bị đau ốm thì lấy tiền đâu ra? Nếu bây giờ chị có những cái công cụ, những cái phương tiện mà không cần phải 3-4 năm mới có tiền, mà chỉ cần vài tháng thôi đã có tiền rồi, mà đồng tiền kiếm được rất là chính trực, thì em có cân nhắc để em nhìn vào sự lựa chọn đấy không? Và mình rất là suy nghĩ.
Suy nghĩ thì suy nghĩ, tay mình vẫn gửi thông tin. Và mình hiểu rằng là cái người mà họ tiếp nhận thông tin, họ cũng đang bị phân vân và đấu tranh nội tâm như vậy. Đấy là một cái về sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực. Nhiều người nói rằng là tôi chẳng thích tiền đâu, tôi không thích tiền, tôi không làm vì tiền. Cho nên rằng là tôi yêu cái công việc của tôi yêu cái người hướng dẫn của tôi yêu cái hệ thống của tôi thì tôi làm. Này, mình xôi thịt một tí đi. Nếu mà cũng là làm với cả hệ thống, thế mà một bên là cả hệ thống kiếm được tiền, một bên là chỉ có vài người kiếm được tiền thôi, thì mình sẽ chọn cái gì nào? Nếu ngắt ra mình không cần, mình không phải là người ở trong đấy, thì mình sẽ chọn cái gì? Rõ ràng chúng ta đều có thể nhìn thấy rằng là đa phần mọi người sẽ chọn cái sự lựa chọn số 2. Nó cũng đơn giản chỉ là một sự lựa chọn thôi. Tại sao mình cứ phải đâm đầu vào đá? Tại sao mình lại cứ phần phải vừa ăn vừa gặm xương? Tại sao mình lại cứ phải đợi đến là mình va vào sức, mình muốn có được cái gì mình cũng phải sứt vẻ mẻ chảy ra chóc vẩy ra làm gì? Tại sao lại cứ phải như thế để cho những cái người mà tin tưởng? Nếu mình thấy mình còn chưa tự do về tiền bạc, nếu mình thấy là trong hệ thống của mình còn ít người tự do về tiền bạc, tại sao mình lại cứ phải gọi là gì cả, cố đấm ăn xôi để mà làm cho cái cục diện của những người mà tin tưởng mình nó trở nên nó là cái nỗi đau nó kéo dài thêm ý. Đấy là một trong những cái điều mà tôi rất là băn khoăn. Và đấy cũng là cái lý do mà khi Anna đứng trước cái sự lựa chọn là giữ lại cái doanh nghiệp của mình hay là bỏ ấy. Và thời điểm mà Anna làm chuyển sang làm Cyber and Wellness, thì vào thời điểm đó là Anna đang có một cái công ty và Anna đang đầu tư quãng chừng khoảng 3 tỷ rồi. Và đương nhiên chưa phải giai đoạn thu hồi vốn, nó vẫn đang là giai đoạn đang xây dựng. Và mỗi người thì sẽ có một cái lý do khác nhau để mà đưa ra những sự lựa chọn. Tôi rất là thương những người đồng đội mà đã tin tưởng tôi. Các em ấy đến rồi, các em ấy làm với mình bằng cả trái tim rồi, các em ấy đi không một lời từ biệt rồi, đi là đi luôn. Đi là đi luôn, chể chả để lại manh mối gì, cũng chẳng bao giờ nhắn tin nói chuyện với chị hay gì cả. Tôi cảm thấy ồ, hóa ra là cuộc sống đúng là nó như thế nhở. Nói chung là ăn cây nào phải rào cây đấy thôi, bởi vì các em còn đi làm thuê và mình rất hiểu điều đấy. Nhưng mà sâu ở trong trái tim mình là mình cảm thấy buồn. Mình bảo là nếu như thực sự là có những cái gì đấy để mà người ta có thể gắn kết với nhau trong một cái khoảng thời gian dài, ta có thể gắn kết với nhau trên một cái chặng đường không phải thế hệ mình mà còn thế hệ con mình nữa, nếu mình có thể tạo ra được cái gì đấy trường tồn như thế, thì chắc chắn nhân viên của mình họ cũng sẽ đồng hành với mình đời đời kiếp kiếp. Tức là mình muốn như thế lắm, mình muốn như thế lắm, và vì thế cho nên tôi muốn mới tìm ra một cái sự lựa chọn nào mà người ta xây dựng để mà trường tồn. Người ta xây dựng để mà trường tồn. Và lúc đấy mình đưa ra một quyết định rằng là nếu mình không phải là cái gọi là không phải là cái người mà tạo ra một cái thương hiệu xuất chúng, thì tôi sẽ phải đứng đầu hệ thống phân phối. Tức là nếu mà mình đã định vị là mình là top dẫn đầu thì mình luôn luôn là top dẫn đầu, cho dù mình ở bất kể vị trí nào. Thì cái đấy nó mới là mình định vị như thế từ đầu rồi. Thế rồi, đấy là một sự lựa chọn bước đầu. Lựa chọn bước đầu xong, tưởng như thế là xong mà hóa ra cũng vẫn chưa. Nó vẫn là cái câu mà sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực, nó vẫn kéo dài trên cả cái hành trình mà chúng ta làm việc. Khi mà bạn vào ở bên trong hệ thống rồi, khi bạn vào bên trong, bạn làm cái công việc đấy rồi, thì lại có một cái cách riêng của bạn và có một cái cách mà những cái người dẫn đường họ đã hướng dẫn. Và lúc này thì mình lại bắt đầu đứng giữa ngã tư đường phân vân, mình nên làm theo cách nào, mình làm theo cách của mình hay mình làm theo cách của họ. Mình giữ cái gọi là mình giữ cái bản chất, không phải, mình giữ cái gọi là cái văn hóa của mình này, mình giữ cái tôi của riêng mình này, hay là mình làm theo cái chung. Thế thì rồi các bạn lại cũng đứng giữa cái sự lựa chọn đấy. Và nếu chỗ này mình lựa chọn sai một cái, thì lại sự lựa chọn nó quan trọng hơn sự nỗ lực. Mình mà lựa chọn được, mình tận dụng được sức mạnh của đội nhóm, sức mạnh của hệ thống thì lên rất là nhanh. Còn nếu mà mình không tận dụng được thì đương nhiên nó lại mất thời gian cho mình vòng vèo. Bây giờ nhá, mình hãy cứ hình dung này, làm một cái gì mới y chang như mình bước vào một thành phố mới. Và ở thành phố đấy thì giống như kiểu mình bước vào mình bị lạc đường ấy, đúng không ạ? Và khi mình bước vào mình bị lạc đường như vậy, thì bây giờ có một người đứng bên cạnh mình và nói rằng là tôi này có một đoàn người đang đi về cái phía này rồi, và đi là sẽ đến đích, đến đúng cái đích bạn muốn luôn. Đấy, đúng cái môi trường mà bạn đã chọn luôn. Giờ tôi chỉ bạn là đi thẳng 3 bước, rẽ phải 3 bước, rồi rẽ trái 2 bước, đi thẳng tiếp 5 bước là đến cái đích mà bạn muốn. Thế thì nếu mà là bạn thì bạn có chọn trong cái sự hướng dẫn đấy không? Bởi vì có rất nhiều người đã cùng đi trên con đường đấy rồi mà. Nếu tôi sẽ chọn theo cái đấy. Chúng ta hãy một lần dám tin tưởng những cái người dẫn đường cho mình ấy.
khi bạn tin tưởng, và bạn tin tưởng họ đến cái mức độ mà họ không bao giờ có thể có một cái tí ý tưởng nào là phản bội được cái lòng tin của bạn, biết không? Cái lòng tin của bạn nó quan trọng lắm, và nó sẽ làm cho người ta, làm cho người ta làm gì người ta cũng nghĩ đến bạn, nghĩ đến những cái người mà đã tin tưởng. Nếu mà bạn càng thân thánh, bạn càng tôn thờ những người đấy, thì người đấy lại càng phải chịu những cái áp lực lớn, và người ta càng phải làm những cái gì để xứng đáng với cái niềm tin đấy. Một cái người mà nhận trọng trách một cái niềm tin ấy bạn ạ, là trong lúc cả đoàn người mệt, người ta vẫn mệt thì mệt, vẫn phải chiến, vẫn phải đi, vẫn phải bước. Và chỗ này lại là sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực, đúng không ạ? Xong rồi, ở trong đội nhóm chúng ta thì chúng ta lại có một cái gọi là gì? Có những cái sự kiện và hệ thống sự kiện. Thế thì Anna cũng đã có một cái buổi mà phân tích cái góc nhìn của Anna, cái sự hiểu của Anna về cái vai trò của hệ thống sự kiện rồi. Thì Rich Camp là một cái nơi mà khởi đầu cho 8 khóa học trong hệ thống của chúng ta. Khởi đầu cho 8 khóa học. Nếu một ai đó nói rằng là tôi không có làm vì tiền, mà tôi đến đây vì tôi muốn thay đổi con người tôi, tôi đến đây vì tôi muốn phát triển bản thân, vì tôi muốn tạo ra một cộng đồng cũng phát triển bản thân như vậy, để họ có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Nếu mà ai nói như thế, thì việc của bạn là gì? Hãy tham gia cái chương trình khởi đầu là Rich Camp, và rồi lần lượt tham gia tất cả các chương trình. Khi mà bạn tham gia được hết 8 cái chương trình đấy thì bạn cũng đã lên vị trí leader rồi. Đó, business leader rồi. Và việc của chúng ta là gì? Cho dù là chúng ta xuất phát ở đâu không quan trọng, bạn chỉ cần đi theo dòng chảy của sự kiện thôi, như ngồi trên một cái thuyền và để cho nó chảy đi. Thế thì cái hay của cái người đứng đầu ấy là họ tạo ra được một hệ thống sự kiện như thế. Và việc của chúng ta là gì? Chúng ta là những người đi sau, chúng ta được thừa hưởng mà. Chúng ta không phải là những người khai hoang. Chúng ta chỉ việc thừa hưởng những gì mà họ xây dựng thôi. Và khi mà bạn đã thừa hưởng những gì mà họ xây dựng rồi, thì trên cái hành trình đấy, đương nhiên là chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải có cái style của chúng ta, có cái văn hóa của chúng ta, và rồi thì bạn cũng sẽ có thể mix được thôi, để trong đấy họ vừa nhìn thấy bạn và vừa nhìn thấy hệ thống ở trong đó. Đó, thế thì tất cả mọi cái ở đây đều là cái sự lựa chọn. Nếu như ai mà vẫn đang cảm thấy là tại sao mình nỗ lực, tại sao mình chăm chỉ, tại sao mình làm từ sáng đến tối, tại sao mà mình đã xoay chuyển tất cả mọi cái cách rồi mà vẫn chưa ra kết quả, thì bạn phải xem lại cái cách mà bạn đang làm. Bạn phải xem lại cái sự lựa chọn của bạn, cái sự lựa chọn đấy có chính xác không. Anna mất khoảng 3 năm, gần 3 năm, gọi nói thế nào nhỉ? Có thể nói rằng là mình bị trong một cái vòng xoáy của cái doanh nghiệp do mình tự tạo ra ấy. Và Anna cùng với anh bạn đồng hành của Anna là thường xuyên hỏi câu đấy. Anh ấy hay hỏi Anna là: em ơi, hay là cái sự lựa chọn của mình có gì sai không? Tức là hai đứa thường xuyên nhắc nhở nhau như thế. Cho nên là đến khi mà tôi thấy có một cái cơ hội mà có khả năng là xoay chuyển được cái vận mệnh của mình, thay xoay chuyển được cái cuộc đời của mình, là tôi rũ bỏ hết xứ ba cái gọi gì nhở, cái hữu danh vô thực ý, nào là chủ doanh nghiệp, nào là nói chung là người cũng có hình ảnh rồi, KOL rồi, trainer rồi này kia. Tôi rũ bỏ hết bởi vì tôi không cần những cái thứ mà hữu danh vô thực đấy. Và cái năng lực ra quyết định là cái năng lực mà yếu nhất của con người. Cho nên nếu mà một ai đó đang cảm thấy phân vân thì đó là chuyện bình thường. Bạn comment xuống bên dưới là đấy là chuyện bình thường. Thế mà quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta không có đơn độc. Chúng ta sinh ra đã có mối quan hệ rồi, và chúng ta luôn luôn đồng hành trong những mối quan hệ của chúng ta. Và nếu mà bạn biết nắm bắt sức mạnh của những mối quan hệ, thì những mối quan hệ đấy họ sẽ tạo ra được một cái vòng và bảo vệ bạn một cách an toàn. Và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc. Nhiều khi chúng ta sống với ai đó này, chúng ta sinh hoạt trong một đội nhóm đấy, chúng ta cảm thấy đơn độc lắm. Nếu vậy thì đội nhóm đấy không thuộc về bạn. Đó là điều chắc chắn. Đó là điều chắc chắn. Và chúng ta khác với con vật, khác với cây cỏ, chỗ rằng chúng ta được quyết định đâu là con người mình sinh ra, cái con người mà mình trở thành, mình định hướng là mình trở thành. Có rất nhiều người, để Anna làm rõ ý này một tí. Có rất nhiều người nói rằng là Tôi sinh ra không chọn được cha mẹ. Thực ra không phải. Bạn là người chọn luôn ấy. Nếu mà bạn tích đức đủ này, nếu mà bạn tạo phước đủ này, thì bạn chọn luôn cha mẹ của kiếp sau của bạn. Chứ đâu có phải là bạn không chọn đâu. Một người nói rằng là tôi không được chọn cái việc là tôi xinh đẹp hay không. Bạn được chọn luôn. Và đương nhiên là sau này thì mình một thân thể khác, một cuộc đời khác, mình không thể biết được. Mà thực sự những cái gì bạn đang làm bây giờ này, nó đang là những cái hạt mà nó được gieo ra, và những cái phước được tạo ra, để rồi bạn sẽ là bạn ở đâu đấy, ở đâu đó, ở một chỗ nào đó.
trong một diện mạo nào đó mà đúng như bạn mong muốn. Cho nên bạn mong muốn cái gì bạn hãy cứ gieo ra cái đấy đi. Bạn hãy cứ gieo ra cái, bạn cứ làm cho người khác cái đấy đi. Thì không sớm thì muộn, bây giờ, kiếp này hoặc kiếp sau hoặc là gì đó, chắc chắn rằng là bạn sẽ là cái con người mà bạn mong muốn thôi. Và cái tinh thần lớn của ta sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta để chúng ta đạt được những điều đó. Và đương nhiên để mà mình có thể phát triển được về mặt tâm linh thì trước đấy chúng ta phải phát triển bản thân. Và cái môi trường nào mà cho phép bạn phát triển bản thân, cái đấy nó còn quan trọng hơn là cái số tiền bạn kiếm được. Môi trường nào mà cho bạn rèn luyện được các kỹ năng, cái đấy còn quan trọng hơn là cái kết quả mà bạn kiếm được. Cho nên tại sao mà người ta hay nói là cái hành trình á, nó mới thật là quý. Tức là cái kinh nghiệm ở trên hành trình đấy, cái quá trình chuyển đổi về mặt tâm lý trên hành trình đấy nó mới là quý. Đó, và sự lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn sự nỗ lực. Anna đến thời điểm này có thể rất là thấm cái điều này. Cùng là con người này mà tôi vật vã suốt, từ khi tôi ra trường đến giờ tôi đã vật vã rồi. Vì tôi mong muốn làm một cái gì khác biệt và tôi không tin là cái giá trị của tôi chỉ như thế. Tôi không tin. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là giá trị của mình phải cao hơn. Tôi luôn tự hỏi rằng là đứng trước gương buổi sáng, nhìn vào cái số tiền mình kiếm được, nhìn vào số những cái đội nhóm của mình tạo ra được, tôi luôn luôn tự hỏi mình một câu rằng là chẳng nhẽ giá trị của tôi chỉ thế này thôi sao? Vì thế cho nên ngay cả thời điểm bây giờ tôi vẫn thường xuyên hỏi, tự hỏi mình câu đấy. Và cái câu đấy là một câu mà cực kỳ chất lượng các bạn ạ. Các bạn mỗi buổi sáng ngủ dậy các bạn cũng hãy hỏi các bạn câu đấy. Mỗi cái lần mà bạn cảm thấy là bạn muốn bỏ cuộc, bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn hãy hỏi lại bạn câu đấy. Bạn hỏi lại bạn câu đấy, tự nhiên cái nguồn sức mạnh nó ở đâu, nó lại phừng nó cháy ngay lập tức. Và hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn cái góc nhìn của Anna. Đây là một trong những cái điều mà Anna rất là tâm đắc và thấm thía, và lúc nào cũng muốn nói đến, lúc nào cũng muốn kể về cái sự lựa chọn đấy. Có nhiều người hỏi rằng là bây giờ mình phải làm thế nào để mình có thể chiêu mộ được những cái hiền tài, cái kết nối được với người ta. Anna bảo là cứ kể câu chuyện của bạn thôi. Kể cái câu chuyện về cái sự lựa chọn của bạn ý. Tại sao bạn lại lựa chọn nó? Nó mang đến cho bạn được cái giá trị gì? Và cứ như thế là chúng ta kết nối được con người với con người. Cái ngành nghề này, cái sản phẩm nó chỉ là cái phụ thôi ạ. Cái thứ mà bạn mang đến cho cái người tin tưởng bạn ấy, nó là tình yêu thương của bạn, nó là sự tự tin của bạn, nó là cái năng lực mà dám hành động của bạn, nó là cái phẩm chất, cái đạo đức, cái nghị lực, trí tuệ của bạn. Và vì như thế cho nên chúng ta được đồng hành cùng nhau, chúng ta có một cái lý do để chúng ta đồng hành cùng nhau. Bạn mới chính là cái ly cocktail của cuộc sống. Bạn mới chính là cái món quà mang đến cho cuộc sống này, chứ không phải là sản phẩm hay là một công ty nào đó. Và cho nên là hãy mạnh dạn và hãy cảm thấy là may mắn, bởi vì chúng ta có những cái đối tác, họ đã tạo ra những cái thứ mà tương xứng với cái phẩm chất của chúng ta, để chúng ta có thể lan tỏa nó, tạo ra những cái giá trị thực sự. Bởi vì chúng ta không thể nói mồm được, đúng không ạ? Chúng ta không thể đi diễn thuyết mãi được. Cho nên phải có cái gì đấy để chăm sóc sức khỏe cho mọi người, để làm cho mọi gia đình trở nên hạnh phúc và thịnh vượng và giàu có hơn. Thế thì chúng ta cần có những cái phương tiện. Vì thế cho nên là cứ giữ nguyên mục đích đấy, thậm chí cứ giữ nguyên con đường đấy. Phương tiện nào mà mang đến cho bạn, làm bạn có thể trở thành có ích hơn, trở nên phát triển hơn, nhiều người tin tưởng bạn, họ thịnh vượng hơn, thì Anna tin chắc rằng là bạn cũng đủ tỉnh táo và để mà biết được rằng là bạn nên chọn theo sự lựa chọn nào. Và Anna xin chúc tất cả anh chị em chúng ta sẽ có những cái màn xuyên đích trong cái tháng 6 này. Cứ mỗi một tháng nó lại là một cái hành trình vượt ngưỡng. Cứ mỗi một tháng lại là một hành trình vượt ngưỡng. Và hãy luôn luôn xem nó như một hành trình vượt ngưỡng. Hãy luôn luôn xem nó như một chặng để bạn vượt qua chính cái giới hạn của bản thân mình, để bạn mở rộng ra cái vòng an toàn của bạn. Ngay cả là kết nối với ai đó, ngay cả bán một cái món hàng nào đó, ngay cả là giải quyết những cái vấn đề trong đội nhóm, tất cả những thứ đấy đều chỉ có một cái mục tiêu duy nhất là làm cho bạn phát triển hơn và trưởng thành hơn mà thôi. Xin chúc các bạn sẽ có một cái tuần cuối của tháng tràn đầy năng lượng, tràn ngập sự tự tin. Và hãy tập trung cao độ, sử dụng sức mạnh của sự tập trung cao độ. Bây giờ là lúc gạt hết tất cả mọi thứ ra, và chắc chắn bạn sẽ càng ngày càng tìm thấy để trở về được với chính mình trên cái hành trình mà đồng hành cùng với đội nhóm của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần livestream sau. Anh ơi!